Wow, hello, xin chào cả nhà của mình. Sáng hôm nay hai mẹ con dậy sớm cả nhà. Cái giờ giấc nó khác á, nên là bởi vì bây giờ hiện tại là 7 giờ sáng ở bên 8 giờ sáng ở bên Michigan, bên đây mới có 5 giờ sáng thôi. Vậy để chuẩn bị ngày hôm nay á, nói chung là đi qua bên Nam Cali này là Ngọc có công việc. Nên Ngọc đi rất là ngắn ngày. Nhưng mà cũng muốn dẫn mẹ theo để mẹ biết thêm về Nam Cali. Nên là hôm nay là một cái ngày mà Ngọc được rảnh, nên là Ngọc tranh thủ là Ngọc muốn dẫn mẹ đi thăm thú Nam Cali một chút xíu. Nên là bây giờ Ngọc dậy sớm, Ngọc chở mẹ đi Đại lộ Danh Vọng. Đi tới miền Nam Cali thì phải Ngọc suy nghĩ là phải tới Đại lộ Danh Vọng rồi coi Ngọc coi còn sao có ấy mẹ đi, dẫn mẹ đi được cái bản Hollywood hay không. Hồi nãy á, là Ngọc mới vừa rửa mặt xong, mà cái sữa rửa mặt sữa bọt thải độc này nè. Cái sữa rửa mặt này thì thường thường mình có trang điểm make up rồi này kia gì đó, là mình rửa cái này, mà đặc biệt á, cái da của Ngọc á, mà Ngọc không thích xài cái sữa rửa mặt mà bị nó làm cho khô da, nên là Ngọc rất thích cái sữa rửa mặt này. Nó chung bộ với là cái kem ốc sên của Hàn Quốc á cả nhà. Rửa mặt nè, sủi bọt nè, nó dịu nhẹ trên da, và đặc biệt da có mụn á, xài cái sữa rửa mặt này rất là tốt. Rồi nhanh gọn lẹ cái bước dưỡng da của Ngọc á, là Ngọc sẽ xài buổi sáng á, Ngọc sẽ xài tới cái serum được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây cho sáng da, căng da, mờ đi những vết thâm vết nám rồi này kia đó nha, chống nhăn đồ nữa, đã lắm. Sáng một lần, tối một lần Ngọc xuất chai này, serum được chiết xuất từ nhị hoa nghệ tây. Ở Việt Nam là Ngọc có hàng rồi nha cả nhà nha, Mỹ, Việt Nam rồi kia Ngọc có đầy đủ hết. Cô chú anh chị nào mà ở Mỹ chưa có biết là hàng về, hoặc là ở Việt Nam chưa biết hàng về, thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình để mua nha. Rồi xong Ngọc sẽ xức tới cái kem ốc sên đó. Kem ốc sên này là Ngọc cũng xức sáng tối đó. Sáng lần, tối một lần. Chống da cho lão hóa nè, sáng da nè, mịn màng cho da nè. Rồi đó, hả, da ai chưa có sáng đều màu, thâm nám được này kia cả nha. Cái này cực kỳ tốt luôn. Nó mát mà nó không có làm bết rít trên da. Cái điều đó là điều Ngọc thích nhất. Xích tới đâu là thấm tới đó liền ngay lập tức. Bước cuối cùng thì mình không thể nào thiếu kem chống nắng rồi. Nhưng mà bây giờ mới 5 giờ sáng nè, Ngọc vừa có xức kem chống nắng, nhưng mà xức kem chống nắng là xạo liền. Nên là cái kem chống nắng này đó là bắt đầu khoảng 10 giờ Ngọc mới xức, nên Ngọc sợ Ngọc đem theo. Cái kem chống nắng này là kem chống nắng SPF 50 BA4 cộng, có hai đầu, một cái đầu dạng xịt này ha, một cái đầu dạng vặn xoa đó. Nhưng mà nó rất là trong suốt đó. Trong suốt trên da, không có bết rít, sức tới đâu là thấm tới đó liền ha. Đó, người Ngọc sẽ đem theo, chứ còn giờ mới 5 giờ sáng không ai xài kem chống nắng ở trên. Xài kem chống nắng mà 5 giờ sáng là ở trên video là Ngọc thấy là Ngọc xạo rồi đó. Rồi ok, giờ chở mẹ đi Đại lộ Danh Vọng thôi cả nhà. Cả nhà ơi, bây giờ là Ngọc chở mẹ lên tới thành phố Los Angeles rồi đó. Mẹ thấy không đó, thành phố Los Angeles đó. Mà bây giờ là gọi là địa trung tâm điện ảnh của ánh sáng của Mỹ đó các bạn. Bây giờ còn hơi tối nè, cho nên đèn còn rất là đẹp ha. Dạ. Yeah. Còn đèn, thành phố còn đèn hết. Los Angeles đó. Mẹ quay ra này cho bà cô chú coi đèn ngay chỗ này nè. Còn đèn đó, hết, cả nhà thấy đẹp không? Ở ngoài nhìn đẹp lắm. Đợi lên đây cũng nó đi giờ này cũng đỡ kẹt xe, chứ còn không là kẹt xe dữ. Đó, đằng này cũng đẹp nữa nè. Vui lắm á, chứ chơi vui chứ còn.
rồi, ok, tới rồi. Vô target này đậu xe cái rồi từ trong target cái là mình bước lên thẳng ở trên cái target rồi ngoài. Phải đậu xe công cộng nữa. Đó. Mình đi ra cái mình đi lên lầu. Mà target giờ này chưa mở cửa nữa đó. Vòng vòng 8-9 giờ mới mở, mình đi sớm quá mà. Lên đây mới có 7:05 sáng à cả nhà. Tranh thủ mà. Rồi, chào mừng ngoại đã tới với là đại lộ danh vọng. Ngoại đã tới những cái ngôi sao đầu tiên. Những bước chân đầu tiên. Cái này là mình đi sớm á, à, chứ còn đi trễ á hả? Người ta đi du lịch nhiều lắm. Du lịch. Cái sao nãy giờ mình ngồi trên xe thì mẹ thấy nó quá nhiều cái đoạn đường giống như vậy nè. Dài dài dưới hả, nhiều cái đoạn đường có ngôi sao dưới nè. Đây, cái này là cái đi lên, tự nhiên đi lên tới đây cái nhớ cái tham một nguyên một tháng mà con ở ở đây với chay nè mẹ. Đó mẹ thấy những tên đặc biệt là mẹ biết Thành Long không? Thành Long. Diễn viên Thành Long á. Đóng phim á hả? À, cũng có trên đây. Có trên đây luôn hả? Dạ. Dữ ha. Ôi ôi quá nhiều luôn cả nhà ơi, hồi nãy giờ ngồi trên xe gái mình nó chở đi á. Mình nghĩ á, nghe nói đại lộ danh vọng thì mình nghĩ chỉ một cái đoạn đường nào đó thôi, nhưng mà nhiều dữ lắm luôn. Bên đây nè, rồi còn bên kia. Rồi mình đi qua mấy ngã ba ngã tư gì cũng còn luôn, nhiều lắm. Lạnh quá. Trời ơi, Cali lạnh quá Cali ơi. À, trời cái này chưa mở cửa mấy lên đi mua đồ nè mẹ nè. Marshall ở Hollywood nè mẹ. Rồi đi mua cái áo khoác mặt chứ. Lạnh khủng khiếp. Nè đó chạy vô đây mua đồ rồi nè. Ồ, mấy cái này là lúc mà người ta mở cửa là khách du lịch người ta đi đông lắm ngoại. Rồi nó chưa mở, để chưa mở cửa cho cái tiệm sáp mà để cho ngoại vô ngoài coi mấy hình tượng sáp rồi nữa. Hôm quá trời luôn nè. Sáng sớm tình mờ. Một chút nữa là đi đông lắm hả con? Không, chứ không phải là ngày thường cũng vậy hả, chứ không phải là lễ hội gì mới đông. Ngày nào cũng đông, Los Angeles mà mẹ. Ơi coi nhìn mẹ coi kìa đó. Ông nhà trâu đài đồ này kia đồ đẹp ghê không? Giờ nó mới thấy nhà trên núi nè. Chứ hôm qua thấy ở dưới mình ở khúc để nè chế chay bữa là gắn cái tên ở ngay chỗ này nè mẹ. Nó có một cái ngôi sao không á, đúng người ta rồi, ra rồi, cái mình bò đóng thêm 20 đồng là có người họ sẽ làm cái tên mình vô đây cho mình, mình sẽ bỏ gắn cái tên vô chay bữa gắn như vậy đó. Ừ đúng rồi, bây giờ còn đây nè, còn cái tự cái chỗ này sáp là của tất cả những cái hình mà nhân vật nổi tiếng á, mình nhìn thấy Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson không? Đó cái cô đó là hôm đó mình đi chỗ nào mà thấy đúng rồi đó, đó là những cái size này là cái size thực tế của người ta ngoài đời luôn. Vậy hả? Dạ yeah, cái size người ta bao nhiêu mét sao là y chang vậy luôn. Đẹp quá ha. Dạ yeah. Thì mình thấy được những diễn viên đó là ở ngoài đời cao sao mình đứng lại mình đo với người ta. Đó cô đó bữa trước mẹ thấy ở chỗ nào, thần tượng của chay nè, ông bà cô chú Ariana Grande nè. Rồi coi cái chỗ mà chay, chỗ mà chay mua đồ chơi kìa ngoại, mini mini show đó đó là phải mua đồ chơi trong đó đó. Đúng rồi, mà đa số đây là những cái chỗ mà tham tượng sáp, tượng sáp tượng đồ này kia nổi vậy đó. Từ giờ từ đây mà đi vòng vòng xuống, hồi bữa là có một cái anh mới vừa được cái ngôi sao qua, là cái anh mà trong đóng phim trong Home Alone á. Mẹ lạnh chưa? Lạnh dữ chưa? Mà lạnh thì đó, thì bây giờ đi từ đây mà dọc xuống dưới này nó chỉ là như vậy thôi đó. Thôi mình đi đại khái vậy đi. Đại khái vậy thôi, dù lạnh quá chịu nổi rồi cho biết vậy thôi, chứ còn nếu mà đi hết á thì cũng y vậy đó, nhưng mà mình đợi trời thì ấm thì đi mình vui. Đúng rồi, có người này người kia đi vui, còn này là đi ép. Nói chung á là con mình á là cái đại lộ danh vọng này là nó rất là nổi tiếng luôn á nha, nên á qua tới đây á thì con nói thôi có cái dịp thì con chở mẹ lên đây để cho mẹ biết, chứ mình xem video của con mình quay chay rồi thì mình cũng có thấy cái con đường này. Rồi để bây giờ con chở mày lên cái Hollywood side. Tiếc ghê không có cho vô được cái mấy tượng sáp này cho mẹ coi, nhưng mà chút nữa nếu mà đi coi Hollywood side về mà người ta mở ghé vô lại cái nữa. Coi Hollywood side là gì? Cái chữ Hollywood á. Hả? Nó được đặt ở trên cái núi á. Vậy hả? Ở đây á, mà ai mà muốn về học về điện ảnh này ha, ngâm nhạc đâu ha, những cái bộ phim của Disney này ha, quảng cáo đồ ha, ca nhạc đồ ha, là tất cả ở đây hết. Diễn viên đóng phim đồ ha. Mà dạo này mấy năm nay á, bị cái nó gọi là cái đó gọi là cái gì ta, người ta giống y chang như là
cái tiền trả cho những cái người mà viết ra kịch bản á, nó không có được nhiều. Rồi người ta không có kiếm được nhiều nên là người ta ngưng viết ra mấy cái kịch bản hay sao chứ còn mà mấy năm nay là không có đóng phim gì luôn á. Bữa nghe mấy chị diễn viên đồ nói á, đang gọi là mấy người đó đang lên tiếng để muốn lương cao hơn, cái kiểu vậy. Nhanh gọn lẹ, Ngọc sẽ chở mẹ đi tới cái site của cái Hollywood. Từ đây thì Ngọc bấm đi ra tới đó có 13 phút rồi cả nhà, không có kẹt xe kẹt đồ gì đó. Đây ra tới đó có 13 phút mà nay là cái ngày mà không may đi nhiều, Ngọc nghĩ vậy tại vì nay là ngày đi làm việc rồi này kia đó. Nên là hả? Mình không ai đi nhiều đâu, nên là mình sẽ trống. Cái đó thì Quỳnh cũng mừng. Mẹ xích beo chưa? Xích beo rồi con. Rồi ok. Tiếp tục đi lên trên đó. Thấy là dốc luôn. Trời ơi nhà ở đây là mắc lắm, tiền đâu mua cho nổi. Chỗ này là cái chỗ mà ngày xưa mà con thuê cái nhà mà con ở trong chơi nó đi học ở trên này á. Là đi Uber lên đây có 12 phút à. Tốn có mười mấy đồng à. Mà hả khỏi cần mới kiếm chỗ đồ xe. Thế con muốn về xong đi bắt Uber cái chạy về. Khỏe. Là hôm cái lần đó con qua ở cũng gần đấy hả? Trời ơi sát bên đây nè. Còn cái chỗ mà cái chỗ cái phim trường đóng phim đâu nữa. Phim trường đóng phim rồi cái chỗ học của con chay là ngay cái sạn Hilton nằm ở ngay chỗ đó luôn, cái chỗ tự nhiên giờ quên tên. Mẹ thấy kiên nhẫn đi bộ cũng xa. Đó cái tháng trời giờ thì nói là cái tên đó cái quên. Cái gì đó trời. Không hiểu luôn quên đâu mà cái chỗ đó những cái phim trường đó là chuyên là cái phim trường để đóng phim. Đó giờ là xe cộ mẹ thấy đông đúc nhiều rồi đó mẹ. Đúng rồi sáng rồi. Nha. Yeah. Tao đi làm. Sáng tới rồi đó. Ở đây có nhiều cái tòa nhà cao. Nè cả nhà mình coi nè đó, hai bên đường mình đi giờ là có núi nè. Nhưng mà cái núi ở bên đây á thì thấy đồi được không à, chứ không có thấy những cái cây mà cổ thụ lớn đồ, không có thấy cây nhiều. Cỏ đồ vậy đó. Giống như một cái đồi trọc vậy mà. Như cái đồi vậy thôi chứ không có cây lớn. Hai bên nữa nè coi, không có thấy cây, toàn là đồi không à. Coi tốt ở trên đỉnh có cái nhà trên à. Mà cất nhà mà trên đỉnh là đem vật liệu rồi chở lên này kia thôi chứ mất tiền công lắm, bởi vì những người thành công thường có đi riêng đó mày. Mà chắc cũng có nhiều nhà trển mới có làm con đường đi lên được chứ. Nếu có mà... có đường đi lên chứ đó kìa ha, đó ngay chỗ đó có rồi, đường đi lên đó. Kìa chứ nếu mà một hai nhà thì sao có con đường đi lên cho nổi, tập theo cái chân núi mà sẽ được làm đường để chạy thôi cho nên nó cong queo. Nhưng mà hả nếu mà đi nhầm cái đoạn mà đi lên núi nên nhìn xuống nó đẹp giống như là thung lũng vậy. Cái mẹ đó đã không tắt chút kìa, quay cho cả nhà mình coi. Thôi sao dừng được đi đâu. Thôi giờ cả nhà mình coi, giờ hai mẹ con đang chạy xe lên cái dốc để mình đi lên núi nè. Rồi mày sẽ nhìn thấy đây nè đó, tất cả những căn nhà này nè đó. Ở ngoài xa xa thì mình thấy nằm trên triền núi nhỏ vậy chứ giờ vô đây nè. Thấy nguyên cái khu nhà thiệt là đẹp luôn. Con đây là đi quýnh lái không á chứ. Mà mình đi từ từ thôi, đừng cắt đi nha. Mắc không luôn á. Nhưng mà ở bên đây á là mọi người ở đây là ưa đi leo lên này để ta đi tập thể dục. Tập thể dục nhiều lắm. Không ai sức khỏe lắm thì con ơi mới đi tập. Trẻ đó, mấy người trẻ đó. Đi tập thể dục mới đi mấy cái dốc này nổi chứ mà đi thể dục mà đi mấy cái dốc này mà yếu là đuối á. Tao đi riêng tao quen. Thấy mấy nhà trên này không? Triệu đô không đó ngoài. Quá trời luôn. Trời ơi, đi lên sớm sớm chút nữa lên đây đón bình minh luôn mày. Bình minh ơi dậy chưa? Cà phê sáng với tôi được không? Mình ở dưới mình nhìn lên đây mình không hiểu sao mà có con đường rồi mình không có suy nghĩ được, còn lên đây giờ cả nhà mình thấy nè, đó cũng có ngã ba đồ quá nhiều đường trên đây nè, tẻ ra nè. Ôi đó em. Quá trên đây nhà cửa mắt đúng rồi. Sao đúng? Đẹp á. Giờ đang xuống à, mà nhìn ở đây nó sẽ xong luôn kìa mẹ nghe.
Hỏi kêu Uber, Uber đem xăng vô. Trời ơi, Uber đâu. Trời ơi, mẹ coi kìa. Đó, đẹp kìa. Trời ơi, coi kìa đó, xương rồng á. Ừ. Ở bên đây là xương rồng nhiều lắm nha ngoại. Ừ. Sen đá với xương rồng nhiều lắm. Mà hồi ở bên Việt Nam là mẹ không có biết là cái trái xương rồng ăn được, mà tại vì mình đâu có thấy xương rồng nhiều, mà đâu có thấy cái trái đâu. Qua bên đây mình mới biết là cái xương rồng có cho trái ăn nữa. Thôi đất ở cả nhà mình coi nè ha, quá đẹp luôn. Đó, mẹ thấy chữ Hollywood rồi đó. Không, con biết không, lần đầu tiên mà mẹ đi nước ngoài đó là mẹ đi Nhật Ngọc. Mà mẹ nói hả, đi hả, nhìn cảnh hai bên đường, mẹ nói mẹ mê nha, lần đầu tiên mình thấy nước ngoài mà. Nó nhiều lúc buồn ngủ cũng không dám nhắm mắt nữa để nhìn. Chứ mình biết là có thể mình đi một lần rồi. Thấy mình... Hollywood chưa? Rồi thấy rồi kìa. À, bấm zoom ai thay cho chỗ thôi, mình trời rồi tán cây che mất tim nữa rồi. Mình nghĩ là có thể mình đi lần này mình đâu có đi nữa, nên trời ơi, buồn ngủ cỡ nào buồn ngủ ra nhà, nhưng mình ráng thức để mình nhìn cảnh đẹp hai bên đường. Quá trời đẹp luôn. Wow, đẹp quá ngoại ơi. Quá trời đằng đẹp sau luôn. Lưng của mẹ quá đẹp luôn, Hollywood kìa. Trời ơi, lấy kiến đeo vô liền. Trời ơi, lấy kiến đeo vô chụp chụp tấm hình liền, đứng ngang liền. Ai mà thích chụp hình vô đây chụp đẹp lắm cả nhà mình ơi. Ừ, thử cái chữ Hollywood nè cả nhà. Quá đẹp luôn. Quá trời quá đất đẹp. Chưa gì cái đứng ngang rồi đó. Đứng ngang. Không, mẹ đi vô đây nè, thấy cái chữ Hollywood nhiều hơn. Rồi đi, mẹ vô cái công viên đi, rồi có con gái cho. Quá trời. Ai thích chụp hình vô đây chụp đã luôn. Chụp một tấm thôi nha, không cho chụp tấm thứ hai nha. Ồ, cái công viên này giờ ta đang làm. Hồi đó ở đây là có chỗ bán trái cây rồi này kia nữa rồi. Thằng trai nó chơi trong công viên này nè ngoại. Để hả? Dạ, yeah, bữa con vẫn chơi trong công viên này nè. Ừ. Đây. Đó, trời ơi, chị thả mấy em chó xuống chơi kìa. Đó. Đi chơi đi nhảy rồi đó, đứng vô trong đây mới thấy được cái sai. Cái sai nó gần hơn, ha. Quá trời. Đó, mọi người thường đứng ngay chỗ này nè, đang lên tay chụp hình. Ở ngoài đứng ngay chỗ đó đang chụp cho. Ai ok, trời quá đẹp luôn, quá trời nó sang trọng luôn ta ơi. Quá đẹp. Thôi rồi rồi, bây giờ biết cái điệu này là con trai của từ ai rồi. Cái điệu này là từ bà ngoại chứ không ai chứ. Điệu từ giờ Ngọc qua cái cảnh thứ hai bà ngoại xả tóc luôn rồi cả nhà. Chọc mẹ chơi vui vui chứ. Đây, mình đứng ở tới đây là bắt đầu thấy cái say của Hollywood. Hồi nãy là mình ở dưới là công viên. Chạy lên có chút xíu à. Đó. Quá trời đẹp luôn. Đây, mày đứng ngay chỗ này nè. Đứng ngay chỗ ghê đây nè. Đẹp lắm. Ok không mày? Ok. Để con coi cái micro của ngoại nó có xịn đèn không vậy? À có coi. Ôi, quá trời cao, nhà cửa quá trời đẹp. Ở nhà trên núi là vậy đó ngoại. Ừ. Xứng đáng ngoại. Chứ mình đi ở dưới kia mình không biết đâu. Rồi đây nè, công viên chay nó chơi là nằm dưới đó. Vậy hả? Đó, nãy mình đang đứng ở dưới là cái chị đó đang đứng ở dưới đó đó. Ờ. Rồi ngoại đứng ngay chỗ này nên con chụp cho tấm hình nữa. Quá trời quá đất rồi. Cười. Rồi đứng đây hai mẹ con mình đứng ngay chỗ này cho thấy cái chữ sai Hollywood nè, để làm cái thumbnail picture. Nè ngoại, đứng qua đây ngoại. Trời ơi mặt ánh nắng mà trời nó chói chang quá. Đó. Ui. Focus chữ Hollywood. Quá đẹp luôn. Ai thích chụp hình vô đây chụp đẹp, nhiều cảnh đẹp lắm. Không bà cô chú ơi. Ôi, bao la đẹp ha. Núi lớn hay còn ha. Ui, ghê. Núi này cao lớn mà, quá lớn. Rồi bây giờ cả nhà đi xuống nè cả nhà ơi. Cả nhà coi nè. Quá trời đẹp luôn. Cảnh nè. Mày quay cho cả nhà coi một con. Mà đây cái công viên này thấy người ta dẫn chó lên nhiều nha. Ừ. Đó không à. Mấy cái cỏ trên đây màu cũng hài hòa, cũng đẹp mày ha. Ừ. Quá trời quá đất đẹp. Mà bên đây lạ cái mình thấy núi chứ không có cái cây lung năm, cây nhỏ 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 không. Rồi mẹ muốn không kiếm căn ở đây này đi. Căn bậy nó lên quen đồ chơi. Về mua giấy số, có trúng số mới có mua nhà được. Không trúng số là bỏ tay. Quá
đi lên trên đây nè, mình mới hình dung được nói nhà ở trên núi rồi như thế nào chứ con. Lúc bữa hổm mình chưa có đi lên mấy cái con đường ở trên núi này nè cả nhà, nên mình không có hình dung, không có suy nghĩ được mấy cái căn nhà ở trên núi rồi đường đi làm sao, nhỏ hay lớn, có gập ghềnh hay là nó dễ đi. Mà ai ngờ hồi nãy mình lên đó là cũng còn sớm lắm mà mình thấy cái đội mà làm vệ sinh đường á, là người ta đã vô dọn rồi lụm rác đồ, con đường sạch trơn luôn. Chở mẹ lên Universal Studio luôn cả nhà ơi, walk team với lại hotel nè. Đó, chay là bữa là đi lên đây nè ngoại nè. Chay cũng đã ha, nhưng mà lúc nó chưa biết gì đâu, còn nhỏ rồi nó chưa có biết cái gì hết, thì chỉ vô học hoặc là vô làm gì đó thôi. Universal Walk nè. Ở cái sàn Hilton này là bữa là ở đây là để học rồi mẹ nè. Sáng nào cũng phải là lái xe đi lên tới cái sàn Hilton này. Để cái con ngồi trong này. Rồi ba nó là đi về đi lấy đi làm gì đó hả? Đó, rồi con là lúc nào cũng lên đây với nó là ngồi im đó với nó dựa ngửa. Ô này Ngọc, hôm nay bán gì kìa Ngọc? Ô, bán chợ, có chợ. Bữa nay có chợ, có liều quá trời nè. Mấy chưa mở cửa. Nhưng mà giờ thì cũng còn sớm, chưa có khách nên là chưa có người nè, chứ còn này là những liều này để bán chợ gì chợ trời nè. Đó, đi lên trên này là tới Universal này, trong đây nếu mà thật sự mà mình vô cái park của nó thì mình chơi được nhiều thứ lắm. Nhiều cái chuyện chơi lắm. Đường che đi lên nè, đường che nắng che mưa để đi lên cầu thang. Thằng này thấy nè, chữ nè, Welcome to Universal City nè. Universal Studio Hollywood nè, Entertainment nè, chơi đó. Rồi thì hiện tại là mẹ đang đứng ở Universal Walk, là cái con đường này là nói chung là mình mua sắm mua đồ này kia nọ, còn nó có một cái Universal nữa là toàn những cái trò chơi. Thì vô đó là mình mua mấy trăm đô tiền vé mình vô trò chơi, nhưng mà ở đây đó mọi người vô đây đi vòng coi vậy nè. Quá trời, giống như là đẹp không? Nhìn giống không? Giống như cái gì nè, bên trên Disney gì đó không? À đúng rồi, vậy đó. Disney World á. Đây đi ra đây ngoại. Cái này giống như Disney World đó. Mình mới vừa đậu xe xong đó, giờ mình đi ra. Cái bộ đi ra, ở trong đây có nhà hàng rồi này kia. Sao bắt mở cửa cho ta kiếm ly nào ấm uống cho ấm lòng ấy coi. Quá trời luôn. Sáng giờ chưa ăn uống gì hết trơn. Quá trời, vô đây mấy đứa nhỏ nhỏ mà chừng mười mấy tuổi mà nó biết chơi cái này kia. Thì đó, con chay mà lớn mới cho vô Universal được chứ nè. Còn như con chay thì còn nhỏ quá. À, trong đây rồi, trong đây mở rồi. Vô. Quá trời luôn. Mở rồi, vô kiếm cái gì? Hãy ăn lót dạ miếng đi. Cả nhà ơi. Trời ơi, Starbucks ở Universal. Quá. Trời ơi, sắp hàng dữ rồi. Đây, bán mấy cái ly gì đồ này kia cả nhà. Wow, sao bắt tay bự dữ á chứ. Đó, này mà đủ đông người đi là thôi chứ. Xếp hàng đợi lâu lắm á. Rồi, giờ hai mẹ con ăn cái cả nhà, ăn lóc dạ. Hai mẹ con hai cái bánh mà cả nhà chưa ăn bánh. Uống cà phê mình nha, hai mẹ con mình nha. Bánh là mình bèo ngon đó, có không ăn đó. Ngọt lắm, mình thích mở bánh này hả? Bánh nhiều rồi nhưng chay ăn cũng ngon lắm con. Đi cà phê với nhà con. Ngày mẹ con uống tới trưa luôn á. Bây giờ con mua nước tới trưa mà. Hôm nay uống cà phê nấm. Uống cà phê nấm không uống mà uống cà phê kem. Rồi ok, giờ là mình cầm cái ly cà phê nóng rồi giờ mình đi. Thì đi ra cái chỗ ngoài đây cho mẹ coi. Vòng vòng ra đây á thì cũng vậy đó. Rồi Ngọc dẫn mẹ ra tới cái quả cầu Universal này nè coi cả nhà ơi. Ai đứng chụp hình thấy thương không? Hồi bữa là chay nó chụp hình lên cái thảm đỏ đó đó ngoại. Thảm đỏ là cái sự kiện thảm đỏ là nó rất là nổi tiếng cho những cái ngôi sao Hollywood đó ngoại. Ngoại nghe ai nó bước lên thảm đỏ, phải không? Đó, thằng đó mọi người đang bước lên thảm đỏ đằng đó kìa. Còn bên trong này đi vô là Universal nè. Rồi ngoài đứng đây chụp tấm hình nè, ui trời quá đẹp luôn. Nè nghiêng đứng ngang nữa. Ôi trời cả nhà coi đẹp ghê không? Đó, ngoại cũng
tới được cái Universal này nè mọi người, cả nhà ơi. Đó, hai mẹ con hai cũng mẹ con rất là hân hạnh, cả nhà ơi, cũng rất là hân hạnh mình được đến đây được con gái đưa đến đây, hân hạnh lắm mà rất là vui luôn. Lạnh quá lạnh quá trời rồi, cái ly dạnh còn hơn rồi, bữa là Ngọc đi châu Âu nữa cả nhà, lạnh khủng khiếp. Sao phải nghiên cứu đi, bây giờ đi về lại, bây giờ vậy ra thôi, nhìn mẹ cũng biết rồi đó mẹ. Ừ. Kiểu vậy đó, giờ đi về lấy xe ra. Cái đi về lại cái con muốn dẫn mẹ đi cái Wax Museum ở cái đại lộ danh vọng hồi nãy, bây giờ là đi xuống dưới là chắc chút nữa nó mở cửa rồi đó. Ừ. Không, đi sớm vậy mình đi được nhiều cái ghê không? Đúng rồi. Trời quá trời luôn á. Bây giờ nói chung là cũng không có lạnh gì lắm, nắng lên rồi cả nhà, cũng đỡ lạnh. Bây giờ Ngọc chở mẹ lại cái đại lộ danh vọng để Ngọc dẫn mẹ đi vô cái Wax Museum để mẹ coi những cái hình tượng, hình sáp rồi này kia cả nhà. Tới đây là cũng phải tới đó nữa cho biết. À mẹ, đây là mẹ, đây là cái chỗ mà cái chương trình truyền hình TV show rất là lớn của anh gọi là Kimmel nè mẹ nè, Jimmy Kimmel. Cái chỗ này nè, chỗ người ta quay hình á. Rồi diễn viên rồi này kia lại đây là để quay hình, quay đồ để lên TV show của mình á. Mẹ đang đứng ngay chỗ ngã tư của đại lộ danh vọng rồi đó nha. Đang chuẩn bị tới cái Wax Museum. Wax Museum kìa. Hy vọng nó mở cửa, hay dẫn mẹ vô. Đây cái Wax Museum nằm trước mặt của mình đây cả nhà. Hy vọng mở cửa nha. Rồi xong rồi ấy, xong rồi còn phải đi về nữa, đi về để dẫn mẹ đi. Rất là thò rồi này kia nọ. Nhiều nơi. Rồi người ta mở cửa rồi cả nhà ơi. Thì sẽ đi vô đây. Scan ticket. Ok. Rồi giờ đây tới thì không, tới của mẹ nè. Lấy cái thẻ này mẹ bỏ xuống đó chỗ đó đó. Ê, đi ngược lên đó, ngược lên cho tao thấy. Rồi, rồi đi coi, đi qua. Ok, để con giữ cái thẻ này cho. Mới vô mẹ hết hồn, tưởng người thiệt. Giống y người thiệt. Cái anh này là đóng trong cái bộ phim cái gì đó, musical gì đó. Đứng gần ảnh chút xíu. Còn nhiều để ngoài khám phá lắm ngoại. Anh này mặt có duyên ghê không? Găng đồ thấy nhìn tưởng thiệt hết luôn. Đây nè ngoại, cái chú này là tướng cướp vùng Caribe nè. Vậy hả? Nổi tiếng với bộ phim đó luôn á. Quay ghê không? Rồi trang người đây, thiệt ha. Trời mẹ ngoài mẹ cho mẹ vô đây mẹ còn sợ nhiều lắm. Mẹ ra mẹ đứng lại. Này là toàn người diễn viên không ngoại. Đẹp không? Chiều cao của mấy diễn viên ngoài đời thiệt đó. Thôi tưởng nhìn y thiệt luôn cả nhà. Rồi đi ngoại đi tiếp tục ngoại đi. Cô này dễ thương không? Có duyên không? Gắn đồ nhìn y chang như ra ngoài, ngoài đứng lại, ngoài đứng gần ra ngoài. Đứng gần cho có hình ảnh. Đó, anh này anh Kevin Hart nè, còn chị này là chị McConaughey vậy ta. Quên tên chị rồi. Chào mẹ cái đây là chị đứng cũng dĩ thấp hơn mẹ nha. Hoặc là cái cũng bằng á. Mẹ là cũng bằng anh Kevin Hart chút xíu nè. Đó. Đi tiếp ra ngoài. Vô chỗ này là chỗ này là thôi đáng sợ quá, thôi đừng vô, đi vô chỗ này đi. Chỗ đó nghe thấy trùng rợn quá. Vô đây cho ba ly bên xịn hốt coi bà nội nha. Coi bà nội, thấy bà nội quá trời bà ngoại cho coi bà nội đứng gần diễn viên điện ảnh kìa. Đó, quá trời diễn viên điện ảnh luôn. Cô này đẹp. Cái chán như người thiệt. Cái mặt này người nhìn ta làm, người ta làm nhìn từ vui ghê không? Cái chiều cao thiệt luôn á. Mẹ nhìn chú đây y như thiệt không mẹ? Nhìn chú thiệt ha. Trang như ánh mắt rồi y chang như thiệt hết. Chị này diễn viên nè, chú này diễn viên nè. Trời ơi, em người này mẫu này dáng đẹp ghê không? Dáng đẹp ha. Cái này là Iron Man không phải không ta? Cái chú này là Iron Man nè. Thôi ba đi vô đây là thích nè Ngọc. Ba thích không? Ba thích coi mấy cái tượng này nè. Thích chụp hình với mấy tượng nữa. Ngồi cái không? Bên chị kìa. Chị mời mẹ đó. Được không? Được chứ. Đó, ngồi cho chị chụp hình. Đó. Rồi quá đẹp.
Đây, ngoại, vô đây ngồi ngoại. Hồi đó là cách đây mấy năm mà con ngồi với chị này, giờ con dẫn ngoài ngồi. Lúc mà cách đây mấy năm mà con ngồi với chị này là ngoại chưa qua Mỹ nữa. Đó, bữa nay ngoại qua Mỹ, ngoại ngồi chung chị nè. À trời ơi, người mộng mơ ghê, người thiếu nữ mộng mơ ghê. Trời ơi, quá đã luôn. Còn chị này là ca sĩ nổi tiếng Jennifer Lopez. Nhưng mà sao cái chỗ này làm thấy mặt không có giống chị gì mấy. Còn cô này là người MC nổi tiếng lắm nè, Oprah nè. Đó, cổ mời mẹ ngồi đó, mẹ vô mẹ làm mà. Mẹ làm khách mời của cổ đi. Của mẹ đâu rồi? Mẹ nhìn kỹ lắm, như bộ mẹ nhìn đi trang người như là đang gặp người thiệt vậy đó. Đó, trời không? Oprah đó, đó mẹ ngồi đi. Anh này là anh đóng trong phim Vũng Long nè, Chris Pratt. Quá trời, quá rất đẹp. Nói chung là những cái cảnh là của những cái bộ phim mà những nhân vật này đã đừng từng đóng phải không? Đúng rồi, Lý Tú Long nè ngoại. Vô đứng gần Lý Tú Long ơi. Cha ngoại biết Lý Tú Long. Một huyền thoại của mình đó ngoại. Huyền thoại châu Á của mình á. Cha. Đó, Lý Tú Long á. Phim này phim nhỏ ha, không có to lắm. Chú này trong phim gì mà có nhiều con rắn nè. John Cena. Mẹ đây mẹ, Thành Long nè mẹ nè. Chú Thành Long nè. Y trong mẹ phim. Mẹ đứng cỡ nào với chú Thành Long nha. Y trong phim. Yeah, chú Thành Long đó. Ba bà đi nè, ba thích nè. À, ba thích vô mấy đó, chỗ John này. John Cena là đô vật á, đô vật John Cena á mẹ. Mà hai thích ngày xưa mà hai có thích coi cái đô vật á. Đó đó là mấy anh này nổi tiếng trong đó đó. Dwayne The Rock Johnson nè. Mà hai có thầy á, có lúc coi khoái coi đô vật. Ủa rồi này đi đâu nữa ta? Cái này đi qua đâu nữa ta? Tự nhiên bít cửa hết trơn rồi. Đây là Brad Pitt nè, chồng của Angela Jolie với mẹ. Này mà đi mà lạng quạng không mấy là giật mình đó, chứ phải đơn giản thôi nha. Không biết đường ra nữa. Giật mình á, không, hình. Mình đi vòng 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 lại là vậy là chút ra tới à. Đó, người ta dựng những cái tượng á, như vậy chú đi ngồi mình bài hát người thiệt ngồi á. Nha. Này cũng đẹp trai. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Cô này nè. Wow, cái này là ông chủ của Playboy. Playboy là một cái tạp chí rất là nổi tiếng. Đó. Ê, mẹ đi qua đây mẹ. Thấy miệng, thấy răng y chang người thiệt. Không nhận đắp, đắp tượng hay. Anh này là ngày xưa đóng phim Titanic hay gì nào không ta? Mấy anh này là diễn viên nổi tiếng không á. Này cô gái. Michael Jackson. Nghe hả? Mẹ có biết Michael Jackson không? Nghe tên. Trời ơi, Michael tên. Jackson đó. Đó. Rất là nổi tiếng luôn á, huyền thoại đó ngoại. Ngoại thấp hơn chú Michael Jackson. Rồi bây giờ là mình qua tới âm nhạc rồi mọi nè. Bây giờ mình qua tới mảng này là mảng âm nhạc nha ngoại nha. Đó, là ca sĩ âm nhạc không á. Chị này là Nicki Minaj nè. Anh này là hát cái bài con trai nó thích Tell me in the morning when you're on the way gì đó. Mấy anh này giờ còn hát còn gì không? Còn hát hết. Và cái tượng đứng đây cũng rồi. Oh wow. Post Malone. Đẹp không? Đi tiếp ngồi, tiếp tục ngoài. Trời cái này mà không có con chỉ cho mẹ không biết đường đi nha mẹ nha. Không biết đường đi. Đi không biết đường ra. Dạ, mình phải biết đọc ấy đồ này kia. Không, đi đường đó, đi đường này là mẹ sẽ thấy cái đó. Đó. Cái này là rùa ninja nè. Chỉ biết làm xong. Cái này đi một mình tối tối cũng sợ nữa. Sợ á. Đó. Eminem nè, Snoop Dogg nè. Hai này em không biết tên. Đứng hết rồi. Sao mày nhát quá mẹ ơi. Will Smith nè. Đây ngoại, thần tượng của Jay ngoại đứng kế bên. Ariana Grande. Thần tượng của Jay đó, thần tượng của Jay đó ngoại. Rồi dễ thương không? Mẹ chỉ đẻ ở Boca Raton ở Florida. Yeah, ở gần nhà mình á. Quá dễ thương. Để cách nhà mình mà hát cái con Jay khoái lắm á ngoại. Rồi, Drake. Tí chú này không biết tên.
Còn cái cô này là Serena Quintanilla, con không biết cô này nữa. Bây giờ welcome ngoại tới Mekong, vô đi ngoại. Chị Raihana đang đón ngoại trong đó, vô được, không sao, đừng lo. Wow. Ồ, vô đây chóng mặt à nha. Rồi. Ba bên, hai bên kiếm Katy không? Katy Perry nè ngoại nè. Rồi, ngoại đi, cứ đi thẳng, để con đi trước cho. Con đi trước đây cho ngoại đi, ngoại biết đường. Chà, đây là chị Miley Cyrus. Miley Cyrus nhìn mặt không có giống gì mấy ha. Đẹp hết sức đẹp luôn. Đây, cái chị này là cái Pink. Chị tên là Pink. Đây, Bruno Mars. À, ca sĩ Bruno Mars. Ồ, giống mày luôn á. Đây nè mẹ, Taylor Swift. Mẹ đứng rồi, mẹ đứng thử coi mẹ tới đâu của chị này chỉ cao lắm. Đó, bà ngoại chay đứng tới đây của Taylor Swift nè cả nhà. Đứng tới nói chung là ngay tới nách đó ngoài nha. Tới nách ngay chỗ cái nách luôn. Quá đẹp. Rồi, ok. Rồi xong mình đi ra đường nào ta? Đây, đây còn đường đi nè. Đây nè, đường này nè. Ồ, vậy là đi ra ở ngoài, xong rồi ở ngoài. Vậy hả? Dạ, yeah, vậy hết rồi đó. Thôi, mình mở cửa mình đi thôi. Ra lại quả re. Hồi nãy có đứng là chị đứng chị chụp hình cho mình đó, bây giờ ngoài lại đây mình coi nè. Mình có thấy có thích tấm hình nào không nè. Thích thì người ta in đó, kiểu vậy đó. Đó. In cho mình đó hả? Không có, mua bán ở ngoài. Ôi trời đất. In cho đúng rồi. Tự nhiên ngủ chụp hình đứng làm gì. Từ cái bên kia là Ngọc qua lại bên đây á, tại vì bên kia mua một cái vé bên kia là người ta cho đi qua bên đây nữa, thì bên đây với người ta làm bên kia là một, thì bên đây á người ta sẽ cho mình coi tất cả những cái gì về kỷ lục Guinness. Thì cái bác này nè là cái người mà sống lâu năm nhất thế giới ngoại. Vậy hả? Đó, người ta có ghi nè, the oldest man. Là mình sẽ thấy được đó, bác sống mà bác sinh năm 1865 mà bác mất năm 1962. Quá trời luôn. Đó là bác là sống lâu á, là được kỷ lục luôn á. Cái này hình như bác giống như người Nhật á ta. Người Nhật hay sao ta? Bởi những ai mà biết đến những cái gì mà của mấy cái anh ở trong cái tượng đồ này kia ha, vô đây thấy là ngưỡng mộ dữ lắm luôn á. Rồi cái chú này á là cái người mà nặng nhất thế giới đó, chú ngồi lên đây giờ cân này nè, là chú nặng nhất thế giới nè. Robert là chú này, chú nặng tới 1069 pound, là cỡ chừng 485 kg. Rồi cái bên đây á, là cái cô này nhỏ nhất thế giới nè. Đó mẹ, đó cô nhỏ nhất thế giới đó. Cổ mất năm cổ 22 tuổi. Mà cổ cao 8 feet 11 in hả? 8 phân. Dạ, cổ đẻ, cổ sinh ra ở Illinois. 8 tấc. Không, không phải 8 tấc đâu. Cái này phải đổi qua làm sao đâu á. Cái này có này nè. Cổ được có 3.4 kg tới 4 kg hả? Mà cổ she was 24 in, 24 in. Là 61cm á, là cổ cao á. Là cổ mất ở New York năm cổ 19 tuổi hả? Dead in New York A 19 nè. 61 ký là cổ bỏ có từ 7 pound rưỡi cho tới 9 pound à. Còn đây nè, còn đây là cái chú mà cao nhất thế giới nè ngoại nè. Đó. Wow, cao dữ dằn vậy ta. À, quá trời cao luôn á. Sao tới đó, ở đây nè, có ghi có mấy cái đoạn nói chuyện về chú nữa nè. Ủa, rồi lên trên đây nữa hả? Đây có gì trên đây nữa? Trên đây gì? Mấy con vật con gì thôi trên đây. Không thấy có gì đâu, khỏi lên đi cho rồi. Thế vậy là được rồi đó. Cái này là lần đầu tiên Ngọc vô này luôn á, bữa Ngọc đi qua mấy cái tiệm tượng sáp kia không à. Cả nhà ơi, như vậy là cũng đã kết thúc cái video clip ngày hôm nay, dẫn mẹ về vòng. Ngọc nghĩ là cũng được khá nhiều nơi ở cả nhà ha. Hy vọng là cả nhà mình thích cái video clip này và mình sẽ hẹn gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt cả nhà mình. Bye bye, cả nhà thích cái clip hai mẹ con đi dạo vòng nha cả nhà.